chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với trận đấu tiếp theo ở cúp bóng đá 7 người quốc gia Winner Cup 2022 khu vực miền Nam. Trận đấu giữa Phú Đa Hưng Nông và Minh Việt. Đây là lượt trận thứ 3 trong buổi chiều hôm nay. Cùng giờ với trận đấu giữa Phú Đa Hưng Nông và Bưng Biển, ở set số 2 sẽ là trận đấu giữa Bảy Núi và Lam Hồng. Chúng ta cùng trở lại với trận đấu giữa Phú Đa Hưng Nông và Bưng Biển ở set số 1. Người xuất phát của Phú Đa Hưng Nông ở trận đấu này ra sân gồm Bùi Thành, Quốc Việt, các cầu thủ đội trưởng Quốc Tín, Bùi Thành, Thành Thuần, Minh Đặng, Minh Trung, Trọng Nhân. Huấn luyện trưởng của Phú Đa Hưng Nông đó là huấn luyện viên Nguyễn Trọng. Còn vừa rồi là đình ra sân của Bưng Biển. Hiệp 1 của trận đấu giữa Phú Đa Hưng Nông và Bưng Biển đã được bắt đầu. Rất nguy hiểm. Một chút nữa thôi thì Bưng Biển đã có được bàn mở tỷ số. Cơ hội được trao cho Lâm Đỗ Đình Quảng. Đường truyền rất thuận lợi và Lâm Đỗ Đình Quảng đã bỏ lỡ, quá đáng tiếc. Người chặt cú lòng hoàn hảo đó là Hồ Minh Lý. Hồ Minh Lý. Vào! Quá bất ngờ. Không ai nghĩ một tư thế như vậy và xoay người dứt điểm. Hồ Minh Lý có thể ghi bàn cho Bưng Biển. Tỷ số là 1-0 cho Bưng Biển. Một pha làm bàn rất bất ngờ và đẹp mắt của Hồ Minh Lý. Một cú xoay người dứt điểm và chắc chắn là thủ môn Quốc Việt không nghĩ rằng Hồ Minh Lý có thể dứt điểm ngay ở những chặng đầu tiên vừa rồi. Tỷ số được mở ở phút thứ 13 cho Bưng Biển. Rồi đánh đầu vào. Một tình huống phối hợp rất cơ bản, ít chạm nhưng đầy hiệu quả. Tỷ số được sa bằng 1-1 cho Phú Đa Hưng Nông. Người lập công đó là Nguyễn Minh Trung. Sau khá nhiều những nỗ lực tiến công vừa qua, cuối cùng thì Phú Đa Hưng Nông đã có được bàn gỡ hòa. Đường truyền rất thuận lợi. Nhiệm vụ của Nguyễn Minh Trung là đơn giản. Rồi dứt điểm. Bóng đi vào cách lưới. Là rất căng. Đó là tiếng kết thúc của Nguyễn Minh Trung. Cầu thủ đang có được sự tự tin sau khi ghi bàn thắng sau tỷ số 1-1. Vẫn là các cầu thủ Phú Đa Hưng Nông. Lỗi của cầu thủ áo đỏ. Trọng tài Trần Quốc Dụng đã cầm sẵn chiếc thẻ vàng. Chiếc thẻ vàng được rút ra trong tình huống vừa rồi. Một truy cản của Vũ Minh Vương bên phía Phú Đa Hưng Nông. Thêm một tình huống phạm lỗi quyết liệt nữa của cầu thủ bên phía Phú Đa Hưng Nông. Và lần này chiếc thẻ vàng đã được trọng tài dành cho Đỗ Minh Vương. Chiếc thẻ vàng thứ hai của Đỗ Minh Vương ở trận đấu này, đồng nghĩa với một chiếc thẻ đỏ. Rất đáng tiếc, nhưng đây là một thẻ vàng hoàn toàn chính xác của trọng tài Trương Quốc Dũng. Lần thứ hai ở trận đấu này, cầu thủ mang số 5 bên phía Phú Đa Hưng Nông Đỗ Minh Vương phạm lỗi quá lộ liễu. Và chủ đích là rất rõ ràng. Những tình huống truy cản quyết liệt trên mức cần thiết. Rất nguy hiểm. Khi chúng tôi bình điểm có bàn thắng lên tỷ số lên 2-1.
Tỷ số của trận đấu này đang là 1-1 và Phương Hà Nội đang phải thi đấu thiếu người khi mà đội Bình Dương nhận thẻ đỏ. Rất nguy hiểm, chuyền ra cơ hội dứt điểm không vào. Bôn chống trước mặt nhưng cầu thủ bên phía Bưu Viện đã không thể dứt điểm thành công. Đó là số 7 Phan Công Thuận, nhưng trước đó thì trọng tài đã phạt lỗi của cầu thủ bên phía Bưu Viện. Lỗi là của Nguyễn Thanh Phong. Lỗi đẩy người. Thanh Phong đã rất nguy hiểm, một cú đá tuyệt vời. 2-1 cho Phút An Hưng Đồng, thật khó tin. Pha phối hợp và dứt điểm nhanh như chớp của các cầu thủ áo đỏ, và người ghi bàn lại là Minh Trung. Cú đúp của Nguyễn Minh Trung và tỷ số được nâng lên 2-1 cho các cầu thủ Phút An Hưng Đồng. Rất khó tin một cú đá như vậy, chạm bóng theo bản năng, theo cảm giác và theo bài nữa. Minh Trung xứng đáng là người hùng của Phương Đồng tính đến thời điểm này. Tỷ số bất ngờ được nâng lên 2-1 cho đội bóng áo đỏ dù phải thi đấu thiếu người. Khá nguy hiểm. Chút nữa thôi thì Minh Trung đã thiết lập lại với Quân Bình. Chắc chắn là những phút còn lại, sức ép dành cho Phương Đồng sẽ được đẩy lên mức cao nhất. Bây giờ thì toàn bộ đội hình của Bưu Điền sẽ dồn lên tấn công. 6 người còn lại cầu thủ đang thi đấu trên sân của Phương Hồng vào lúc này người được tiếp thêm tinh thần. Minh Trung, cơ hội là Patrick Minh Trung có vào. Một chút nữa thôi thì Minh Trung đã có được một cú hat-trick. Khoảng trống trước mặt đủ thời gian để căn chỉnh và tung ra cú dứt điểm quyết đoán. Đáng tiếc là bóng không đi trúng khung thành. Rất nguy hiểm, một cú đá bất ngờ của Thanh Trưởng. Bóng đi thẳng vào góc cao khung thành của thủ môn Quốc Việt. Một pha bóng hoàn toàn có thể dẫn đến bàn thắng cho Bưu Viện. Dứt điểm ngay. Chưa thể chiến thắng được thủ môn Quốc Việt. Khá nguy hiểm, bóng vừa chạm vừa dọc. Lỗi rồi. Là phạm lỗi của Vũ Linh. Không phải đó, tình huống phạm lỗi của Nguyễn Minh Bảo Trung. Trước đó thì đã tình huống bóng tìm đến cột dọc. Thanh Phong dưới chân nhìn chỗ cho Nguyễn Hữu Nam. Rất nguy hiểm, không vào. Ngay sau khi thay người, Bưu Viện đã có được bàn thắng sau màn tỷ số 2-2. Người ghi bàn đó là Trịnh Thanh Tú. Điều gì đến cũng phải đến khi mà sức ép đã được đề cao hơn. Quả bóng lập bập. Nhịp chặn đầu tiên, Thanh Tú tưởng chừng như đã bỏ lỡ một cơ hội quá ngon ăn. Nhưng bóng một lần nữa tìm đến chân của số 21 và lần này thì Thanh Tú đã không bỏ lỡ cơ hội. 2-2. Và bây giờ thì họ đã đứng trước cơ hội để có được chiến thắng. Bưu Viện thi đấu hơn người, thời gian vẫn còn. Động tác vào bóng chắc chắn là như vậy. Dù có thể thủng bóng nhưng vừa rồi là một động tác không nên có. Trọng tài đã thử phạt Thanh Tú cũng là như vậy. Rất nguy hiểm. Không được. Tình huống đưa bóng vào có ý đồ. Ngọc Huy vừa rồi đã không thể tạo ra được một điểm cắt để đưa trái bóng vào lưới. Không vào. Liên tiếp là những cơ hội. Và lần này đến lượt Bưu Viện. Dứt điểm đi. Không vào. Quá hay. Một trận đấu với quá nhiều những cảm xúc và sự căng thẳng kịch tính đến những giây cuối cùng. Khung thành của Phương Đông đã rung chuyển, bóng thì không đi vào lưới. Chỉ một khoảnh khắc, một tích tắc thôi thì bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào. Thanh Tú bỏ lỡ cơ hội quá ngon ăn. Tỷ số chung cuộc của trận đấu là 2-2. Tỷ số hòa giữa Phương Đông và Bưu Viện.
Những người ghi bàn cho Bưng Biển đó là Thanh Tú và Hồ Minh Lý. Trong khi bên phía Phương Hưng Đông là cú đúp của Nguyễn Minh Trung. Trận đấu mà Phương Đông phải thi đấu thiếu người trong hiệp 2 khi Đỗ Minh Vương nhận hai thẻ vàng trước khi thi đấu. Hai đều là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.